để thực hiện việc hack xịn sò nhất thì mình sẽ thực hiện tất cả các skill ở trong cái buổi học này dành cho các bạn và các em, để chúng ta làm sao có những cái mẹo, chúng ta có những skill nào để chinh phục nó. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nói về cái cấu trúc của đề. Cái cấu trúc của đề rất hay. Với những gì mà các bạn mà đã theo dõi thầy từ trước thì cái việc mà thầy dự đoán về đề nó hoàn toàn chính xác. Thứ nhất, luôn luôn có câu điện phân siêu khó. Thứ hai là sẽ có câu về axit ancol ST nhá, tương tự như đề năm 2022 là hoàn toàn chính xác. Chắc chắn có câu về axit loại 2 nữa. Và cái số lượng nhá, các bạn chú ý nhá. Cái điều này là các bạn phải cực kỳ để ý này, là cái số lượng những cái câu nhá, số lượng những câu về vô cơ tăng lên so với những câu về hữu cơ. Đấy. Và dạng bài tập nó phát triển thêm về dạng bài tập là dạng bài tập thực tế nhá. Cái dạng bài tập thực tế là một dạng bài tập lạ, năm nay mới có, năm ngoái chưa có. Và đôi khi cái dạng bài tập thực tế này nó sẽ khiến cho tất cả các bạn và các em hoang mang, lo sợ. Đúng không ạ? Đấy, thì không sao cả. Hôm nay thầy Minh ở đây và thầy Minh sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cái cách mà nhanh nhất chinh phục cái đề tham khảo của Bộ Giáo dục này. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này để chúng ta có thể ghi dấu lại là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây cùng với thầy Minh là live stream chữa đề tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2023 đầu tiên của đất nước này nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Thực ra thì đầu tiên thì nó chứng minh được rất khá là nhiều điều. Thứ nhất là vừa nãy thầy vừa dạy off xong, thầy lên thầy chữa luôn cho các em. Có nghĩa là thầy giữ nguyên cái việc, thầy giữ nguyên cái việc mà thầy chưa có giải sâu cái đề này, để cho các bạn được có những cái nhìn khách quan nhất, những cái nhìn chú tâm nhất ở trong cái đề này nhá. Nào, và thầy biết rằng là cái giờ này là có khá nhiều bạn là chưa để được coi live, thì các bạn có thể chia sẻ lại buổi học này lại về tường nhá. Chia sẻ buổi học lại về tường để lát nữa xem sao, đúng không ạ? Và cái video này thầy sẽ chỉ giữ tới 24 giờ đêm ngày hôm nay, và sau đó thầy sẽ ẩn trực tiếp video này đi. Và khi thầy ẩn đi thì chỉ những bạn nào share lại thì mới nhìn được cái video này thôi nhá. Ok, let's go ạ. Mình bắt đầu nhá. Thầy rất là mong muốn là để mà làm được cái đề tham khảo này thì các bạn cùng comment đáp án cùng thầy ạ. Xin chào tất cả các bạn và các em. Chào tất cả các bạn em, các bạn lớp các lớp online, các lớp offline của thầy Minh nhá. Các bạn học online, các bạn học offline thì hôm nay rất là vui rồi. Nhìn cái đề các bạn nhìn cái đề tham khảo này là thấy rằng là hạnh phúc rồi, bởi vì là chúng ta đang đi đúng con đường của chúng ta, đúng không? Tất cả những cái gì có ở trong đề thi nó đều là những gì mà thầy Minh đã dự đoán từ trước. Rồi, câu 41 ạ. Câu 41 nhá, chúng ta cùng hack nhá. Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? Natri phản ứng với clo ạ. Natri Na cộng với lại Cl2 thì chắc chắn rồi, dễ ợt, tạo thành NaCl nhá. 1/2 đáp án đúng đáp án B. Câu tiếp theo ạ, câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được AlOH 3 lần ạ? Không hòa tan được AlOH 3 lần. Trong này có nhôm hydroxit lưỡng tính nha. Có nhôm hydroxit nha, có nghĩa là có phần về hydroxit lưỡng tính nha. Trong quá trình thầy dạy có rất nhiều bạn hỏi thầy rằng: "Thầy ơi, các cô giáo em bảo là không có phần thi phần hydroxit lưỡng tính." Đây, và trong cái đề tham khảo này của bộ nói lên điều đấy. Và những bạn nào học các khóa của thầy thì biết rồi. Thầy dạy có hydroxit lưỡng tính, đúng không? Không bao giờ bỏ qua phần đấy cả. Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được AlOH 3 lần? Chúng ta lưu ý AlOH 3 lần là một hydroxit lưỡng tính. AlOH 3 lần là một hydroxit lưỡng tính nha. Và bởi vì nó là một hydroxit lưỡng tính nên nó tác dụng được với cả bazơ, có nghĩa nó tan được trong bazơ. Nó tác dụng được với cả axit, nó tan được trong axit. Vậy cái anh mà không hòa tan được nó đó là anh BaCl2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 43. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? Chỗ này là đánh vào cái chỗ về phần lý thuyết mà tất cả các em rất hay sợ, và đôi khi là các bạn rất hay bị nhầm ở đây ạ. Thì mình có này, dimetinamin là chất khí ở điều kiện thường, etinamin chất khí, metinamin chất khí. Vậy chỉ có một anh là chất rắn thôi. Đây là đáp án C. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live chữa full đề tham khảo hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Đây là buổi live đầu tiên, thầy là người thầy đầu tiên chữa cái đề này ở trên toàn bộ đất nước này. Nào, chúng ta chiến tiếp ạ. Các bạn cùng comment vào đây để chúng ta cùng ghim lại
sự đi đầu của chúng ta. Chúng ta luôn luôn là những người dẫn đầu. Học sinh Thế Minh luôn luôn dẫn đầu ở mọi nơi, ở mọi chỗ mà chúng ta đứng. Câu 44 ạ. Cho thanh kim loại kẽm vào dung dịch, chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Kẽm vào dung dịch, chất nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa nhá. Chúng ta lưu ý điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là gì? Là hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đấy, thì mình có kẽm này, phải tiếp xúc với một anh kim loại nào đó. Nó không thể là KCl được, nó không thể là HCl, nó không thể là MgCl2 được, bởi vì kẽm không để được MgCl2. Vậy ở đây nó chỉ có thể là kẽm này tác dụng với lại CuSO4 này, thì nó tạo thành là ZnSO4 cộng với Cu. Thằng Cu bám ở bên ngoài bề mặt thằng kẽm nhá. Vậy mình có này, kẽm đồng này, được chưa? Hai điện cực khác nhau mặt bản chất, tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy nó là ăn mòn điện hóa. Ok chứ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em ạ. Câu 45. Nước vĩnh cửu tác dụng được với chất nào sau đây thu được kết tủa? Các bạn có comment cho thầy xem nào. Đáp án câu 45 là đáp án gì ạ? Nước vĩnh cửu ạ. Nước vĩnh cửu, thầy nhắc lại nhá. Nước vĩnh cửu tác dụng được với chất nào sau đây thu được kết tủa? Thì ta phải hiểu là nước cứng vĩnh cửu là gì? Nước cứng vĩnh cửu là bao gồm các cation, canxi 2 cộng nhá, magie 2 cộng này, Cl trừ, SO4 2 trừ. Bây giờ tác dụng đối với chất nào sau đây mà lại thu được kết tủa? Lưu ý là thu được kết tủa thì chắc chắn nó phải tác dụng với anh CO3 2 trừ để tạo thành kết tủa CaCO3 và kết tủa MgCO3. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 46. Trong điều kiện không có oxy, trong điều kiện không có oxy thì sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt bạc? Trong điều kiện không có lượng dư oxy nhá, thì sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt bạc? Thì chúng ta phải nhớ rằng một điều rằng là các cái axit loại 2 như H2S4 đặc nóng như HNO3 thì khi mà tác dụng với sắt thì luôn luôn đưa sắt lên số xóa cao nhất, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em giúp thầy chia sẻ lại buổi học này lại bề tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì ngày hôm nay, hiện tại, bây giờ chúng ta đang là những người đi đầu ở cái đất nước này. Chúng ta đang là những người chữa cái đề minh họa, đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 của Bộ Giáo dục, là những người đầu tiên, là những người dẫn đầu ạ. Câu 47. Trong phản ứng của kim loại magie với khí oxy, trong phản ứng của kim loại magie với khí oxy, một nguyên tử magie nhường bao nhiêu electron? Mình có nhá, magie của mình này cộng với lại oxy này thì tạo thành gì các em nhỉ? MgO đúng không các em? Tạo thành MgO đúng không? Thì magie chúng ta là magie không lên magie dương 2 đúng không? Magie không lên magie dương 2, vậy là magie không lên magie dương 2, vậy là nó nhường đi bao nhiêu e? Nó nhường đi 2 e. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 48. Công thức của etin acetat là gì ạ? Công thức của etin acetat là gì ạ? Những cái câu này rất dễ các em ạ. Thực ra nhá, về mặt cấu trúc ở bên trong cái đề tham khảo của bộ vừa mới ra sáng nay, thì cái câu này, những cái câu này là những câu cực kỳ dễ, những câu cực kỳ đơn giản, và chúng ta chỉ cần học chắc lý thuyết thôi. Chúng ta chỉ cần học chắc lý thuyết thôi. Lý thuyết lớp 11, lý thuyết lớp 12 thì hoàn toàn cầm chắc 8 điểm trong lòng bàn tay. Các bạn cùng coi, cùng theo dõi nhá. Câu 48, công thức của etin acetat này là CH3COOC2 H5. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 49. Điện phân nóng chảy NaCl thì ở cathode tốt thu được chất nào sau đây? Điện phân nóng chảy NaCl. Điện phân nóng chảy thì thu được natri cộng 1/2Cl2. Được chưa? Thế thì cathode là nơi mà cation đến. Các bạn nhớ cái thủ thuật này của thầy nhá. Thầy nhắc lại này. Cathode là nơi cation đến. Đấy, vậy đây, natri thoát ra cathode, thoát ra cathode. Vậy ở cathode thu được natri. Các bạn lưu ý đây là điện phân nóng chảy nhá. Đấy, phần điện phân ấy thì nhiều bạn không học kiểu bản chất đâu nhá. Phần điện phân này, cái chuyên đề điện phân thầy phải chia đến tận 7 kiểu. Những bạn học thầy là làm được cả câu điện phân khó nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đấy ạ. Xịn lắm. Câu 50 ạ. Câu 50 ạ. À, bạn nào muốn lấy file đáp án chi tiết của đề live ngày hôm nay nhỉ? Những bạn nào mà muốn lấy file đáp án chi tiết của đề live ngày hôm nay thì hãy chia sẻ buổi học này lại về tường, và cuối buổi học thầy sẽ gửi cho bạn đấy file đáp án chi tiết của cái đề minh họa này nhá. Câu 50 ạ.
trùng hợp vinin clorua tạo thành polymer nào sau đây. Nói thật với các em cái câu trùng hợp này nhá, nó là thuộc kiến thức lớp 11 đấy ạ. Những bạn nào mà lớp 11 đang coi video này thì các bạn ấy sẽ biết luôn là vừa mới học xong ở bài ăn kèm. Trùng hợp vinin clorua CH2 nối đôi CHCl, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành CH2 CHCl tất cả n lần. Được chưa? N lần. Anh này là vinin clorua thì cháu này được gọi là polyvinin clorua nhá. Polyvinin clorua, đáp án đúng là đáp án C. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với lại thầy Minh. Ngày hôm nay chúng ta đang là những người đầu tiên, chúng ta đang là những người dẫn đầu ở đất nước Việt Nam này, khi chúng ta đang là những người đầu tiên comment. Chính những comment này của các em là những comment đầu tiên cho cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, để minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 51, ở đây chúng ta cùng ghi lại dấu ấn lịch sử với nhau, là chúng ta đã có những ngày chúng ta cố gắng với nhau hết sức như vậy. Chất nào sau đây, ui dồi ôi, câu này thầy vừa mới giảng lớp off xong. Thầy vừa mới giảng lớp off xong, thầy có một cái ca dạy lớp off từ 3 giờ đến 5 giờ, dạy xong phát là lên đây dạy các em luôn. Thì đây là một cái câu thầy vừa mới giải thích cho các bạn lớp off xong nhá. Các bạn chú ý này. Chất nào sau đây là muối axit? Đây thầy mới nói lại. Ui, cái đề này rất là hay nhá. Đề này có khá là nhiều phần chương trình lớp 11 đấy. Nên là những bạn nào mà chưa học kỹ lớp 11 phải đi tổng ôn chắc chắn vào, không là toang đấy. Muối axit này, định nghĩa muối axit đấy. Muối axit là muối mà có anion gốc axit, còn hydro và có khả năng phân ly. Có khả năng phân ly nhá. Anion gốc axit, còn hydro và có khả năng phân ly. Vậy, vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có một anh thôi. NaHCO3. Câu 52. Trong công nghiệp thì nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau đây? Trong công nghiệp ạ, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau đây? Này các bạn thử làm thử xem chứ, thầy nghĩ là câu này cũng khá nhiều bạn bị lỗi đấy ạ. Khá nhiều bạn bị nhầm đấy ạ. Khá nhiều bạn không nắm được đâu ạ. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau đây ạ? Toang. Yeah. Câu năm nay toang cực luôn. Đây này, ối bạn chọn đáp án A và thông báo với những bạn chọn đáp án A. Đáp án A là một đáp án không chính xác. Đáp án A là một đáp án không chính xác. Tại sao lại vậy? Tại vì anh AlCl3 nó sẽ bị bốc hơi, bay hơi, phân hủy trước khi nóng chảy. Nhá. Yeah. Câu năm nay đáp án đúng chúng ta là điện phân nóng chảy anh nào ạ? Al2O3. Đấy. Những bạn nào mà học thầy Minh thì không bao giờ bị sai những câu dễ như này. Và các bạn biết không, với cái mục tiêu là 8 điểm, 8 cộng nhá, mà chúng ta làm sai câu này là mệt rồi, mất 0,25 điểm rồi. Quá buồn luôn. Câu 53. Câu 53 là đáp án gì các em? Các bạn có comment cho thầy đáp án câu 53. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây ạ? Tăng nồng độ chất nào? Em câu này dễ ẹc. CO2 đúng không? Đáp án đúng là đáp án A. Câu 54. Chất nào sau đây nhá? Chất nào sau đây là chất béo? Ui ôi, câu này như cho điểm ấy nhỉ. Chất béo là gì? Triglycerine phải không các em? Triglycerine là chất béo. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 55. Em toàn những câu cho điểm này. 55 này, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? Này đừng nghĩ là đề bộ dễ nha, lừa đấy. Hay còn ở phía sau cơ các em ạ. Kim loại nào sau đây khối lượng riêng nhỏ nhất? Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất, cái bài này là ở trong bài kim loại kia nhá. Đó là đáp án B, lithi. Lithi. Câu 56 ạ. Chất nào sau đây có hai nguyên tử carbon trong phần tử? Chất nào sau đây có hai nguyên tử carbon trong phần tử? Thầy dự đoán rằng sau khi có cái đề minh họa này thì khá nhiều người bán sách luyện đề chột dạ. Bởi vì sách luyện đề không sát với cấu trúc minh họa của bộ. Và có rất rất nhiều bạn hỏi thầy Minh, hỏi bản thân thầy là tại sao thầy chưa viết sách luyện đề? Tại sao mà Tết rồi thầy không bán sách luyện đề? Với bản thân là một người thầy, với bản thân là một người thầy, chính là thầy, thì thầy biết rằng là tháng 2 này sẽ có
một cái đề tháng 3, tháng 2, cuối tháng 2, đầu tháng 3, xếp một cái đề minh họa. Và ở trong cái đề minh họa này nó sẽ phá bỏ hết toàn bộ các cái cấu trúc của những đề trước. Chính vì vậy nên thầy đợi có đề minh họa, sau đó thầy mới soạn đề chuẩn cấu trúc đề minh họa cho các em. Và cũng chính lý do đấy mà khóa luyện đề của thầy là khóa đến tận ngày 15 tháng 3 mới khai giảng. Chứ thầy không bao giờ khai giảng sớm, bởi vì khai giảng sớm các em luyện những cái đề sớm đấy chỉ là những đề cũ, cấu trúc của 2022. Nó có đúng với cấu trúc 2023 đâu, luyện chỉ phí thời gian đâu các em ạ. Chúng ta làm cái gì, chúng ta học cái gì, nó phải đúng và chuẩn. Nhá, ok chưa? Nào, câu 56 ạ. Câu 56. Chất nào sau đây có hai nguyên tử carbon trong phần tử? Chất nào sau đây có hai nguyên tử carbon trong phần tử? Ancol, propylic. Ancol, propylic. Đây. C này. OH này. Thằng này có 3, bỏ. Ancol methylic OH. Được chưa? C3OH. C3OH. Có 1 carbon, bỏ. Ancol ethylic C2H5OH có 2 carbon, lấy luôn. Được chưa? Vậy chất có 2 nguyên tử carbon trong phần tử là gì? Là C, ancol ethylic. Câu 57 ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 1? Nào các bạn có nhớ không? Chất nào sau đây là amin bậc 1? Có bạn hỏi bao giờ có sách? Chắc là thầy soạn khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày nữa là có sách cho các em nhá. Chuẩn cấu trúc để minh họa của bộ. Đây là một lời khẳng định về chất lượng của thầy đối với tất cả các bạn học sinh của thầy. Không có một lý do gì mà tự nhiên thầy Minh lại có anh Bùi Đức Anh là thủ khoa Trung học Thông Quốc gia năm 2022 cả. Đó không phải là một điều may mắn, mà cũng không phải là một điều may mắn mà thầy có những lớp off của thầy đến 90% là học sinh được trên 9 điểm hóa. Đó là lời khẳng định từ chất lượng. Nào, câu 57, chất nào sau đây là amin bậc 1? Amin bậc 1 là gì? Amin bậc 1 là amin có dạng RNH2. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D nhá. C6H5NH2. Câu 58. Crom 3 oxit là chất rắn. Câu 58 ạ. Crom 3 oxit là chất rắn có màu lục thẫm, được tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. Công thức của crom 3 oxit. Úi giời, dễ quá nhá. Đây. Những bạn nào bảo cô giáo em bảo crom không thi đi. Đây ạ. Những bạn nào học trong khóa S1 của thầy Minh thì biết được một điều rằng là những bạn nào học trong khóa S1 của thầy Minh thì biết được rằng là crom thầy Minh đã dự đoán là năm nay thi về màu, đúng không? Thì trong này có màu này. Đúng không ạ? S1 đâu? Ơi những cái em nào có đúng không? Crom 3 oxit. Vậy ở đây crom 3 oxit là Cr2O3. Câu 59. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước dư tạo thành dung dịch kiềm? Kim loại nào sau đây tác dụng với nước dư để tạo thành kim loại kiềm? Thì thủy ngân là không tác dụng với nước, đồng cũng không, nhá, bạc không. Vậy kim loại mà tác dụng với nước để tạo thành dung dịch kiềm đấy là C, kali. Kali tác dụng với nước, đây mình viết phương trình cho các em xem nhá. Kali cộng với nước để tạo thành KOH cộng với 1/2H2. Bài lên. Câu 60. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Xác có tráng bạc không? Các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. Xác có tráng bạc không? Sen có tráng bạc không? Toàn là những câu dễ, đúng không ạ? Toàn là những câu cực kỳ dễ rồi. Xác có tráng bạc không? Sen có tráng bạc không? Tinh bột có tráng bạc không? Glucose có tráng bạc không? Các em ơi, đừng để đầu não lú lúc này nhá. Lú lúc này là toạng đấy, mốc này mốc 5 điểm đấy ạ. Đáp án gì ạ? D, đúng rồi, chính xác. Glucose tráng bạc. Rồi, bắt đầu sang câu bài tập đầu tiên. Câu số 61 ạ. Một câu bài tập này mà nếu các bạn nắm được skill hack của thầy Minh thì cái câu chuyện của các bạn rất dễ dàng. Các bạn cùng quan sát cái skill hack của thầy Minh nhá. Mình sẽ có M muối clorua thì bằng M của oxit nhá. Được chưa? Cộng với -16 cộng 71 nhân với số mol của HCl chia 2. Ok chưa? Vậy bằng 2,02
cộng với trừ 16 cộng 71, trừ 16 cộng 71 nhân với 0,06 chia 2 bằng bao nhiêu? Đấy. Bằng bao nhiêu đây? Các bạn bấm máy tính cùng thầy nào. Bằng bao nhiêu ạ? Trừ 16 cộng 71 bằng 1,65, vậy là cộng với 2,02 bằng, kết quả của chúng ta, khối lượng của chúng ta bằng 3,67 gram nhá. 3,67 gram đây, cộng với lại 1,65 bằng 3,67 gram. 3,67 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok nhá. Đáp án A. Câu 61. Câu 62 ạ. Câu 62 ạ. 62 đáp án gì ạ? Nào các bạn comment cho thầy đáp án câu 62 nào. 62 là một câu lý thuyết rất dễ. Này, nhưng mà câu 62 nhá, lý thuyết dễ nhá, nhưng mà nhá, vừa nãy thầy đố trợ giảng của thầy là có chị trợ giảng giải sai đấy. Có anh chị trợ giảng của thầy giải sai đấy. Mà trợ giảng của thầy toàn trên 9 cộng hóa thôi. Nên các bạn cùng thử comment đáp án câu 62 xem là có nhiều bạn trả lời đúng không nào. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay là một buổi thầy Minh live free, là buổi mà thầy Minh cùng với các em ghi dấu ấn ở trong thị trường học online. Ngày hôm nay đây là buổi live stream free của thầy Minh, buổi live stream đầu tiên chữa đề minh họa trung học thông quốc gia năm 2023. Đầu tiên và sớm nhất cả nước. Câu 62 phát biểu nào sau đây đúng? Trùng hợp buta 1,3 dien thu được polybuta 1,3 dien. Trùng hợp được nhờ amylopectin cấu trúc mạch polymer không phân nhánh. Sai phân nhánh. Tơ cellulose acetate và tơ visco đều là tơ tổng hợp. Sai. Cellulose acetate và visco nó là tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo. Polystyrene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai. Trùng hợp styrene. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Thầy vẽ nhé. Buta 1,3 dien. Đây lại là một câu kiểm tra về kiến thức lớp 11 các em ạ. Đây lại là một câu kiểm tra về kiến thức lớp 11. Và như vậy cho đến bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là có một điều đặc biệt ở đề minh họa năm nay. Đó là số lượng những câu kiểm tra về kiến thức lớp 11 khá nhiều. Khá nhiều đấy ạ. Và Sương, Sương với những bạn chưa học chắc bản chất, Sương với những bạn tổng ôn, chưa lại tổng ôn lớp 11. May thế thầy mình đang tổng ôn lớp 11 chứ. May thế S2 đang học đến lớp 11 ạ. 63 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng ạ? 63 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Các bạn lưu ý nhé. Không xảy ra phản ứng ạ. Cho dịch HCl vào NaHCO3 có xảy ra phản ứng các em nhé. Để tạo thành NaCl cộng H2O cộng CO2 bay lên. Có này. Cho KH4 vào BaCl2. Nhiều bạn nghĩ là cái này không xảy ra. Nhưng thực ra nó có ion S42 trừ cộng B2 cộng để tạo thành BaSO4. Bạc vào sắt thì bạc không bao giờ cộng với sắt 2 nên loại. Được chưa? Vậy đáp án là không xảy ra phản ứng là C. 63 đáp án C. 64. Trong công nghiệp saccharose là nguyên liệu để thủy phân thành glucose và fructose dùng trong kỹ thuật tráng gương và ruột phích. Một thằng sac thì thủy phân ra một thằng glu cộng một thằng fructose. Được không ạ? Hiệu suất phản ứng 60% là 0,6. 60% chính là 60/100. 60/100 là 0,6. Bây giờ các bạn phải sử dụng đến thủ thuật của thầy mới làm được nhá. Kilogram tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Kilogram tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Vậy mình tìm được số mol của glucose này. 27/180, 27/180 bằng 0,15. 0,15. Vậy mình suy ngược lại được số mol xác là 0,15 nhân 1 chia 1 bằng 0,15. Thuận nhân nghịch chia chia 0,6. Thuận thì nhân hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất. 0,15 chia cho 0,6 bằng 0,25. 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng của saccharose 0,25 nhân 342 bằng 85,5 gram. 85,5 gram. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ các em ạ. Một câu này mà nếu các em là học sinh thầy mình, các em học khóa S1, học khóa S2 rồi, thì cái câu chuyện câu này bấm máy tính vèo phát ra đáp án là một câu chuyện bình thường. Còn ở đây thầy viết lại là để cho các bạn hiểu mà thôi. Câu 65 ạ. Để phản ứng vừa đủ,
để phản ứng vừa đủ với 1,24 gam amin no đơn trước mạch thở. Amin no đơn trước mạch thở, công thức tổng quát là CnH2n+3n thì cần 400 ml dung dịch HCl. HCl số mol là 0,1 nhân 0,4 bằng 0,04. Vậy số mol anh amin, do amin đơn trước nên số mol amin bằng số mol HCl bằng 0,04. Và hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của amin X bằng 1,24 chia 0,04 thì bằng bao nhiêu? 1,24 chia 0,04 bằng 31. Úi dồi ôi, 31 là chọn được ngay nhỉ? 31 là chọn được ngay. Nhưng mà giả sử như mà mình không biết thì mình vẫn giải được. 31 này bằng 12N này cộng này 2N này cộng 3 này. Vậy từ đấy mình tìm được N bằng 1. N bằng 1 thì nó chỉ có thể là anh amin nào các em nhỉ? CH3 NH2, hay nói khác nó chính là CH5N. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Úi dồi ôi, câu 66 dễ ẹc luôn các em ạ. Câu 66 dễ ẹc luôn. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu 66 đáp án gì. Chưa đến câu khó luôn, chưa chạm đến một câu khó nào luôn. Vẫn đang là những câu rất dễ. Câu 66 ạ. Chất X được hình thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy X nó phải là gì? Vậy X nó phải là gì? X nó phải là tinh bột. Tinh bột các em nha, đừng nhầm cellulose nha, nhục lắm. Thủy phân hoàn toàn X thu được chất Y. Vậy chất Y, tinh bột thủy phân hoàn toàn thì thu được glucose. Glucose nha. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. X là tinh bột, Y là glucose. Rồi, chính xác, đáp án 66 đáp án A. Thật là nhọ cho bạn nào comment đáp án 66D. Thôi, nếu mà em chọn D thôi thì về đi, về nhà lấy chồng, lấy vợ, 2 năm 3 lứa cho này. Câu 67 ạ. Câu 67. Câu 67. Đốt cháy 5,4 gam kim loại M có hóa trị không đổi. Đốt cháy 5,4 gam kim loại M có hóa trị không đổi trong oxy. Mình tìm được số mol oxy luôn các em nhé. Mình tìm được số mol oxy luôn. Bằng 1,4 chia 22,4 bằng 0,0625. 0,0625. Đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Chất rắn X chỗ này là 5,4 gam. Và cho hòa tan chất rắn X trong HCl dư thì lại thu được hydro. Thế nó mới hay chứ ạ. Thế nó mới lạ chứ. 2,24 số mol là bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1 nhỉ. Thế vậy bây giờ này, bây giờ cái câu chuyện của chúng ta nhá, bây giờ câu chuyện chúng ta là cái anh hydro này là 0,1 rồi. Vậy suy ra chắc chắn chất rắn X này sẽ có, sẽ có anh M, đúng không? Anh M là oxit nhá. MXOY và kim loại M. Được không ạ? Được không ạ? Thế thì ở đây bây giờ thầy Minh sẽ dạy cho ông ta một skill cực kỳ kinh khủng của thầy. Điểm đầu M0. Đây. Điểm cuối thôi, M lên dương N đi. Đây là M dương N rồi. Được chưa? Vậy này, vậy này, chúng ta thực hiện phương pháp bảo toàn electron. Mình sẽ có oxy 0 về oxy trừ 2 đúng không? Hydro dương 1 về hydro 0 đúng không? Đúng không? Vậy mình sẽ có này, bảo toàn electron. Số mol E do M nhường thì sẽ bằng O0 về O trừ 2. Vậy là trừ 2 nhân 2 là 4. 4 lần số mol O2 cộng với, nhận E tiếp này, hydro dương 1 với hydro 0, nhận 1 E nhưng nhân 2 là 2. 2 lần số mol H2. Và nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Và nó sẽ bằng bao nhiêu? 4 nhân với 0,0625 cộng 2 nhân với 0,1 bằng 0,45. Đấy chưa? Số mol E do kim loại M nhường là 0,45. Và bây giờ chúng ta sử dụng skill của thầy Minh. Một skill cực kỳ kinh điển mà trong tất cả các buổi live thì mình đã dạy. Và nó cũng chính là một trong số những skill kinh điển nhất trong khóa học của thầy Minh. Một trong 50 skill kinh điển. Ta sẽ có khối lượng của kim loại chia cho số mol electron trao đổi thì bằng này, khối lượng kim loại biết rồi, 5,4 ban đầu chia số mol E trao đổi là 0,45 thì bằng 5,4 chia 0,45 bằng bao nhiêu? 12.
12 nhân 1 là 12, 12 nhân 2 là 24. Vậy chúng ta chọn được đáp án đúng, chúng ta là đáp án D, 24. Câu 67 ăn chặt với một skill của thầy mình. Quá xịn. Câu 68 ạ. 68 là các em. 68 các em chọn đáp án gì ạ? 68 nào. 68. 68. 68 các chúng ta chọn đáp án gì? Xà phòng hóa STX có công thức phân tử là C4H8O2. Xà phòng hóa STX có công thức phân tử là C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và ancol bậc 2 các em ạ. Thu được muối Y và ancol bậc 2 các em ạ. Và bây giờ đề bài hỏi chúng ta này, bây giờ đề bài chúng ta công thức cấu tạo thu gọn X. Hay đấy. Quan trọng là anh ancol bậc 2 này. Thế thì ancol bậc 2 lại lôi lại về kiến thức lớp 11 à. Úi dồi ôi, lớp 11 vừa học online vừa ngủ gật thế này thì làm sao làm được. Toàn chưa. Ở đây bộ muốn nói với chúng ta rằng là hãy ồn cái kiến thức lớp 11 vào. Không là tôi cho các anh chị tạch đấy. Các bạn nhớ chưa? Thế thì bây giờ môn là lớp 11 thì chỉ có tổng ôn thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Nhá. May thế. Sang tuần thầy chuẩn bị sang tổng ôn chương trình lớp 11 trong khóa S2 chứ. Nào, ancol bậc 2 thì mình sẽ có này, mình phải chú ý này, bậc của ancol đấy. Bậc của ancol. Bậc của ancol. Thì chính bằng hóa trị. Sorry, thì chính bằng bậc. Bậc của nguyên tử carbon mà chứa nhóm OH. Được chưa? Vậy này, bây giờ mình đi xét anh này đi. HCOO CH CH3 CH3 cộng NaOH thì tạo thành Y là HCOO Na. Còn ancol bậc 2 nó là CH3 CH CH3 OH. Được chưa? Đúng bậc 2 chưa? Carbon này bậc 2. Chặt luôn, 68 đáp án A kìa. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn được câu 68 của chúng ta, đáp án A. Và làm xong câu 68 này chúng ta đã đạt được mốc 7 điểm trong đề của bộ nhá. Mốc 7 điểm rất dễ. Câu 69. Ui, câu này trông quen thế, như kiểu cắt ở trong đề thì mình ra ấy nhở. Ui, câu này nhìn quen chặt luôn kìa em ạ. Đây giống đề dạy thầy dạy lớp off rồi. À, đề dạy lớp off cũng là đề dạy khóa S1 mà. Ui giống thế. Có bốn dung dịch riêng biệt, số dung dịch có khả năng phản ứng được với sắt. Sắt tác dụng với đồng 2 cộng 1, tác dụng với sắt 3 cộng 2, tác dụng HCl 3, không tác dụng nào hoát 3 chảo. 70 ạ. 70 ạ. Thủy phân hoàn toàn 14,8 gam este đơn trước X bằng NaOH đun nóng. Este đơn trước X mình cứ ký hiệu nó là RCOOR phải cho dễ. Bằng dung dịch NaOH dư thì thu được muối Y là RCOONa và ancol Z là R'OH. Được không ạ? Bây giờ đề bài hỏi là giá trị của M là bao nhiêu? Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M là bằng bao nhiêu? Thế bây giờ chúng ta nhìn nhá, chúng ta phải quan sát thế này này. Chúng ta phải quan sát cực kỳ tinh ý như sau nhá. Đây, mình có này, khối lượng của este là 14,8. Còn khối lượng của muối là 16,4. Vậy mình nhìn thấy điều gì? Mình quan sát thấy M muối lớn hơn M este. Được chưa? Và do M muối lớn hơn M este nên khi và chỉ khi R phải phải nhỏ hơn 2,3, bởi vì bộ phận RCO này giống nhau, khi và chỉ khi este ta có dạng là RCOOCH3. Đây là mấu chốt của bài này các em nhé. Đây là mấu chốt của bài này. Những bạn nào làm không ra phải nắm được cái mấu chốt này. Thế thì sau khi nắm được mấu chốt này là xong rồi, đúng không? Mình có số mol của este theo phương pháp tăng giảm khối lượng bằng khối lượng của muối trừ khối lượng của este chia cho bao nhiêu đây? 2,3 này
À, mờ muối thì vậy là chia cho 23 trừ đi CS3 là 15. Vậy bằng 16,4 trừ đi 14,8 bằng chia cho mẫu đơn 23 trừ 15 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Số mol NT bằng 0,2 thì hoàn toàn tới đây chúng ta đã có thể đi xác định được khối lượng của ancol Z. Đúng không? Mình có ancol này của chúng ta là gì? Đây, số mol NT là 0,2 thì số mol ancol cũng là 0,2 mà ST là RCOCH3 nên ancol chúng ta chắc chắn là CH3OH. Nên mình tìm được khối lượng là 0,2 nhân 32. 0,2 nhân 32 bằng 6,4 gam. Đáp án đúng là đáp án A. 6,4 gam. Đáp án đúng là đáp án A. Chính xác nhá. Hơi bị xịn luôn. Có nhiều bạn thầy nhiều bạn hỏi thầy là sao hôm nay thầy like sớm vậy ạ? Buồn thế hả giời? Có bạn hỏi thầy là sao hôm nay thầy like sớm vậy các em ơi? Hôm nay nhá, chúng ta có buổi live ngày hôm nay bởi vì buổi live ngày hôm nay của chúng ta là một cái buổi live mà đầu tiên nhá. Buổi live của chúng ta ngày hôm nay là buổi live đầu tiên của đất nước này. Để mà thầy Minh live để chữa cho ông ta cái đề minh họa nhá. Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 của Bộ Giáo dục vừa mới thi xong. Nào, tiếp 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 các em ạ. Thầy có bạn. Có bạn làm mãi không ra, bây giờ là ra rồi. Câu 71. Câu 71 ạ. Cho phát biểu sau có bao nhiêu soát biểu đúng? Chắc là các bạn đa số các bạn sợ cái này gì? Đa số các bạn sợ cái này gì? Không sao cả, học sinh thì mình đừng có sợ. Đã ngồi đây đừng có kinh nhá. Làm xong câu 71, làm xong câu 72 là ăn chắc 8 điểm. Isoamin acetat có mùi thơm của chuối chín. Chính xác. Lưu hóa cao su buna thu được cao su buna S. Sai. Cao su buna S là phải đi đồng trùng hợp cao su buna và styren nhá. Đun nóng mỡ lợn với đá hoắt đặc thu được xà phòng. Chính xác. Nhỏ vài giọt iốt vào lát cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím. Chính xác. Nhỏ dung dịch cliala, đây là dipeptide, vào CO2 hai lần không thể xuất hiện màu tím được bởi vì nó không phải là bí ure. Vậy ở đây mình sẽ có là 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta, đáp án D, chúng ta chỉ có B và E sai thôi. B và E sai. Câu 72 ạ. Câu 72 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa, vừa thu được chất khí là. Câu 72 ạ. Sau khi phản ứng kết thúc nhá. Số thí nghiệm vừa thu được kết tủa, vừa thu được chất khí là. Natri mà vào dung dịch kiểu vừa mới dậy lớp óp xong, natri vào dung dịch COSO4 thì mình sẽ có nha, nó sẽ tạo thành là hydro do natri tác dụng với nước và kết tủa là COOH hai lần. Được chưa? Vừa thu được cái tủa vừa thu chất khí một cháo. Nhôm vào cao mắt dư thì mình chỉ thu được khí hydro thôi nhá. Bỏ. AgNO3 vào gì HCl thì chỉ thu được kết tủa AgCl thôi, bỏ. NH4Cl này các bạn lưu ý này, NH4Cl này, NH4 vào OH trừ thì chỉ khi thu được khí NH3 bay lên thôi, không có kết tủa. H2S4 vào thằng BaHCO3 thì mình thu được kết tủa là BaSO4 cộng với khí bay lên là khí CO2 nhá. Vậy mình sẽ có là mình sẽ chỉ có hai phản ứng thu được kết tủa thôi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta câu 72 là đáp án C. Các em ơi, 8 điểm trong lòng bàn tay rồi các em ạ. 8 điểm cầm chặt rồi đấy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Ngày hôm nay là buổi live stream đầu tiên của đất nước Việt Nam. Thầy Minh sửa cho ông ta đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em hãy chia sẻ buổi học này lại về tường. Bởi vì sang câu 73 này củ khoai lang lắm. Sang câu 73 này củ khoai lang lắm các em ạ. Câu 73 này toang. Câu 73 này là một dạng là chưa gặp bao giờ. Mà nó lại nằm ở phần kiến thức lớp 11 chứ. Toang hết. Nhìn câu này là kinh chết khiếp. Các bạn cùng nhìn non thầy xử lý câu này nhá. Dễ lắm. Để một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như hình bên.
để cung cấp 17,2 kg nitơ nhá. 17,2 kg nitơ thì mình cần là 3,5 kg. 3,5 kg nhá. Phốt pho 8,3 kg kali. Được chưa? Được chưa? Thế thì bây giờ mình phải nhớ một điều đó. Là gì ạ? Là độ dinh dưỡng của phân thì được đánh giá như nào? Thầy nhắc lại. Độ dinh dưỡng của phân được đánh giá ví dụ như là phân đạm thì được đánh giá bằng phần trăm khối lượng nitơ trong phân. Phân lân thì được đánh giá bằng phần trăm khối lượng P2O5 trong phân. Phân kali thì đánh giá bằng phần trăm khối lượng kali trong phân, K2O trong phân. Thế bây giờ này, để bài nói này, 3,5 kg phốt pho nhá. Mình có nhá. 3,5 kg phốt pho. Đây thì làm cái đường chéo cho chúng ta nhìn. Mình sẽ có này, phốt pho thì phải tương ứng với lại P2O5 đúng không? Anh này 2 thì anh này phải là 2. Ok chưa? Vậy mình có này, số mol của phốt pho ở đây là bằng kg tấn đại yến, coi như gam tính toán bình thường. 3,5 chia 31 thì suy ra anh này nó sẽ phải là 3,5 chia 31 nhân 1 chia 2. Thấy chưa? Vậy khối lượng của P2O5 nó sẽ bằng là 3,5 chia 31 chia 2 nhân 142. 3,5 chia 31 chia 2 nhân 142 bằng 8,01. 8,01 mình làm gần tròn bằng 8 nhỉ? Bằng 8. Cho dễ. Tương tự này các em này, tương tự này các bạn quan sát này. Tương tự các bạn quan sát nha, mình có tiếp theo nhá. Là về đến phân kali. Đúng không? Kali thì tạo thành K2O. 2 kali mới tạo thành 1 K2O. Được chưa? Thế thì mình sẽ có này. Số mol ấy, kali này. 8,3 kg kali. Vậy số mol là 8,3 chia cho 39 thì suy ra K2O sẽ là 8,3 chia 39 nhân 1 chia 2. Chia 2. Đây là những câu cực kỳ dị ạ. Vậy mình tìm được khối lượng của K2O bằng bao nhiêu đây ạ? 8,3 chia 39 chia 2 nhân phân tử khối. Kali là 39 nhân 2 cộng 16 bằng 94. Thì bằng 8,3 chia 39 chia 2 nhân 94 bằng 10. Ủa tròn thế. 10 ạ. Quá đẹp. Nhờ. Cực kỳ đẹp luôn. Ok chưa? Ok chưa? Thế giờ đề bài bảo gì đây? Để cung cấp 17,2 kg nitơ. Để cung cấp 17,2 kg nitơ. Người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK, y kg đạm ure, độ dinh dưỡng 46%. Đạm ure đây này, đạm ure là NH2. Tất cả 2 lần CO, độ dinh dưỡng của nó là 46%. Mà vậy là cái anh này cũng cung cấp nitơ đúng không ạ? Vậy mình sẽ có nitơ, mình sẽ có là đây nitơ ạ. Đây anh này là 16% nitơ. Đúng không? Thì nó sẽ là 16% nhân với lại x cộng với lại 46% nhân với y. Được chưa? Ta có này, 16% nhân với x cộng với 46% nhân với y thì bằng cái khối lượng 17,2 kg nitơ. 17,2 kg nitơ. Ok chưa? Mặt khác mình lại có 16% của x nhá. 16% nhân với x thì bằng bao nhiêu đấy? 16% mà nhân với x thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các em? 16% nhân với x bằng bao nhiêu? 17,2 chia cho 16% nhân với x thì ở đây nó lại bằng gì ạ? Nó lại bằng 8 nhỉ. 16% nhân với x nó lại bằng 8. Chỗ này lỗi. 16% nhân với x nó thấy đang bị kích hụt. 16% nhân với x
16% ạ, mà nhân với x thì nó lại bằng đây phân kali độ dinh dưỡng 60% này. Z phân kali độ dinh dưỡng 60%. Ok chưa? Đây ạ, bằng 8. Bằng 8. Ok nhá. Tiếp theo ạ, mình lại có gì ạ? 16% nhân với x cộng với 60% nhân với z thì bằng 10. Nhá. 16% nhân với x cộng với 60% nhân với z thì bằng 10. Ok chưa? Ok chưa? Vậy này, suy ra này. Đến đây bấm x bằng y bằng z bằng. Nào các bạn cùng bấm máy tính cho thầy xem nào. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Và z bằng bao nhiêu? Cùng bấm máy tính cho thầy nhá. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Và z bằng bao nhiêu? Các bạn bấm máy tính hộ thầy với. Các bạn bấm máy tính hộ thầy với. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Z bằng bao nhiêu? Nào. Đây là những câu cực kỳ lạ, cực kỳ lạ. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Z bằng bao nhiêu? Nào cùng comment thấy nào. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Z bằng bao nhiêu? Nào. X, Y, Z. Bấm máy tính thôi. Ui, bấm máy tính thôi mà các em. 16% là 0,16 bằng 0,46 bằng 0 bằng 17,2 bằng 0. Ô, chết rồi, bấm nhầm. 913. 0,16 bằng 0,46 bằng 0 bằng 17,2 bằng 0,16 bằng 0 bằng 0 bằng 8 bằng 0,16 bằng 0 bằng 0,6 bằng 10 bằng này. Mình có x của mình bằng 50, y của mình bằng 20 và z của mình bằng 3,3333. Được không ạ? Ô, thầy bị bấm lỗi đấy ạ. Thầy đang bị bấm lỗi. Thầy đang bị bấm lỗi ở đâu nhỉ? Các bạn nhìn đây nào. Các bạn cùng nhìn hộ thầy xem là thầy bị bấm lỗi ở đâu. Thầy đang bị bấm lỗi đấy ạ. Đang không biết là bị bấm lỗi đâu. Rồi, 16% x cộng với lại 46% y bằng 17,2. Đúng không? Thì đây là bằng 8. Rồi, 16x 16% x cộng với lại 60% z. Đúng không? Thì bằng 10. À, đây. Thầy bị lỗi ở đây. Thầy bị lỗi ở chỗ này. Nên là nó mới bị lỗi. Các bạn phát hiện ra không? Chắc chẳng bạn nào phát hiện ra, nhìn trông lú quá sợ. Chạy hết dép rồi, chạy mất dép hết rồi. Đúng không? Đây, chỗ này các em ạ. Chỗ này mới đúng này. Đây các bạn cùng quan sát nha. Cái chỗ này nó phải là 0,08x, có nghĩa là 8% của x. 8% của x. Được không ạ? 0,08 bằng z bằng 10 ạ. Ok chưa? Z bằng 10. Thế thì x bằng 50, y bằng 20, z bằng 10. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì các em? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? X cộng y cộng z 50 cộng 20 cộng 10 bằng 80. Đáp án đúng đáp án C, một câu dạng cực kỳ dị. Nhá. Được chưa? Một câu cực kỳ dị. Cực kỳ dị. Câu 74 nào các em? 74 ạ. Chất béo. Câu 74 nhá. Chất béo X gồm các triglycerid. Chất béo X gồm các triglycerid. X này. Gồm các triglycerid. Phần trăm khối lượng của carbon và hydro trong X lần lượt là. X là chất béo nha. Phần trăm của carbon bằng 0,7725. Phần trăm của hydro bằng 0,1175. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng cao watt dư. Cao watt dư. Được chưa? Đun nóng thu được A gam muối. Thu được muối. Bình tĩnh đã. Tiếp theo này, 0,1 m gam X thì phản ứng tối đa. M gam X thì phản ứng tối đa với brom. Số mol brom bằng 5,12 chia 160 bằng 0,032. Được chưa?
Đấy, thế bây giờ cái câu chuyện chúng ta đơn giản thôi. Bây giờ cái câu chuyện này chúng ta bây giờ quy đổi cái anh x này của chúng ta về. Quy đổi. Quy đổi anh x này của chúng ta về HCOO tất cả 3 lần C3H5. Mình đặt HCOO tất cả 3 lần C3H5 là amon. CH2 là bmon và H2 là -0.32 mol. Đây, tại vì đấy. 0.1 m thì 0.032, vậy là m thì nó sẽ ăn Br2 là 0.32. Nên số mol hydro thì chính bằng số mol của bro. Được chưa? Vậy thì từ đó mình sẽ có thứ nhất về phần trăm khối lượng của carbon. Mình sẽ có này. 3 cộng 3 là 6a cộng với b nhân với 12 chia cho tổng khối lượng. Anh này nè. 1 cộng 44 bằng nhân 3 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 176 cộng 14b trừ đi 0.32 nhân 2 thì bằng 0.7725. Phương trình thứ hai ạ. Phương trình thứ hai là phần trăm của hydro. Phương trình thứ hai phần trăm của hydro. Phần trăm của hydro chúng ta bằng 0.1175 đúng không? Mình sẽ có này. 3 cộng với 5 là 8A. Cộng với 2B. Trừ đi 2 nhân 0.32. Chia tổng khối lượng. 176A. Cộng 14B. Trừ đi 0.32 nhân 2. Thì bằng phần trăm hydro 0.1175. Ok chưa? Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem nào. A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Cái này nhờ hết vào sự bấm máy tính của các em. Các bạn bấm máy tính hộ thầy vậy. A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Cái này các bạn phải bấm rồi. Thầy chịu. Nhá. Các bạn bấm máy tính hộ thầy với. Chờ đợi. Đấy, các em thấy không? Cái đề này nhá, nó rất hay. Nó hay dã man luôn. Các bạn nhìn thấy không? Để mà làm được đề này lấy 8 điểm thì đơn giản nhá. Để mà làm đề này lấy 8 điểm thì đơn giản. Nhưng mà mình mà muốn lấy 8 cộng hay là 9 cộng thì bắt buộc kiến thức nền tảng, kiến thức lý thuyết, sơ cứu giải nhanh chúng ta phải thuần thục. Các em nhìn không ạ? Trong này để giải được những câu này nhanh như này, thầy Minh sử dụng rất nhiều bí pháp mang tên myelin. Thì có 50 skill bí pháp mà. Đúng không ạ? Có bạn hỏi là sao biết Z là HCOO tất cả 3 lần C3H5. Thực sự mà nói thì bây giờ để mà giải thích cho em, để mà hiểu là tại sao mà quy đổi được về là HCOO tất cả 3 lần C3H5 rất khó. Bởi vì để mà hiểu được như thế thì các bạn ở bên trong, các bạn học thầy, các bạn học trong khóa của thầy, các bạn ấy phải mất đến khoảng tầm 3 buổi mới hiểu được là tại sao như thế. Các em hiểu không ạ? Bởi vì tất cả mọi thứ nó đi theo bản chất. Tất cả mọi thứ nó đi theo bản chất thôi. Và cái câu chuyện chúng ta cần nắm được bản chất nhá. Nếu các em cho thầy thời gian 3 buổi liên tiếp ở bên cạnh các em, thầy sẽ khiến cho các em hiểu được phần này nhá. Nếu các bạn tạo điều kiện cho thầy. Và cái điều kiện đấy thầy đã tạo điều kiện cho tất cả các bạn ở trong khóa S1 của thầy. Nào, A bao nhiêu, B bao nhiêu? Bấm luôn hộ thầy cái. Em ơi, bây giờ ông già này ông ấy dạy đến đây rồi mà các lại các bạn mà không bấm máy tính thì tủi thân thầy quá nhở. Mình đang có 74 rồi à, các bạn bấm máy tính đi để thầy còn chữa hết cho ông ta đến câu 80 nào. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa đến câu 80 nào để được ngắm hết skill của thầy Minh Myelin nào. A bằng bao nhiêu ạ? B bằng bao nhiêu ạ? C bằng bao nhiêu? À không biết bấm ạ. Thế thôi thầy phải bấm hộ rồi. Khổ quá. À, suy ra đây. Phải bấm rồi. 6 x 12 này. Bằng 72. Cộng các bạn lười bấm lắm. Các bạn lười quá. Các bạn lười quá này thì khó có thể đạt điểm cao lắm. Nhân với 0.7725 bằng 135.96. Bởi vì có mỗi cái phương trình này thôi. Cái khó nhất là viết được cái phương trình này.
thì thầy đã làm rồi. Nhưng mà cái việc bấm thôi, cái việc biến đổi thôi mà các bạn còn lười không làm, thì thầy khẳng định là những bạn lười không làm này không bao giờ được điểm cao luôn. 10,815B trừ đi 0,32 nhân 2 nhân 0,7725 bằng, bây giờ nó chỉ còn là thao tác bấm thôi mà, 4944. Được chưa? Anh này ạ. 8A cộng 2B trừ đi 0,64 bằng 135,96A cộng 10,815B trừ đi 0,4944. Vậy mình có này, 912 này, 72 trừ đi 135,96 bằng 12 trừ đi 10,815 bằng âm 0,4944 bằng, bên dưới 8 trừ đi 135,96 bằng 2 trừ đi 10,815 bằng, bên này nó sẽ là 0,64 trừ đi 0,4944 bằng A bằng bao nhiêu ạ? À, ôi dồi ôi, may quá, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Bạn ấy bấm hộ thầy rồi đây. A bằng 0,11. Rồi, cảm ơn. A bằng 0,11 và B bằng 5,53. Ok chưa? A bằng 0,11, B bằng 5,53. 0,11 5,53. À, 5,52 các em. 5,52 các bạn sửa. 5,52. A bằng 0,11, B bằng 5,52. Được chưa? Thế thì xong rồi. Em ai hỏi khối lượng A mà, xong rồi đấy. Tìm luôn nhỉ. À, mình sẽ có khối lượng đấy ạ. 176 nhân với lại 0,11 cộng 14 nhân với 5,52 trừ đi 0,32 nhân 2 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu? 176 này. A, khối lượng của A. À đâu, đây là vào KH dư thu được A gam muối cơ mà. Vậy bây giờ cộng với NaOH thì muối chúng ta sẽ gồm là gì? HCOONa, HCOK. HCOK. CH2 giữ nguyên, H2 giữ nguyên, HCOK thì bây giờ bảo toàn. Anh này 0,11 nhân 3 thì là bằng 0,33. CH2 giữ nguyên 5,52. Hiro giữ nguyên âm 0,32. Và đến đây mình bảo toàn khối lượng mình có 0,33 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 32 cộng 39 cộng với 5,52 nhân 14 trừ đi 0,32 nhân 2 bằng 100. Ô, sao thầy 100,4 nhỉ? Muối gồm HCO, xem nào, từ từ bình tĩnh. Xà phòng hóa hoàn toàn thu được cao mắt dư, thu được A gam muối, mặt khác cứ 0,1 x gam, thầy đang bị bấm lỗi đâu đấy. 0,1 x gam, không, 0,32 là đúng rồi. Kia là 0,1 mà. Đây thu được A gam muối, thầy đang bị lỗi đâu thôi. 0,33 này cộng với 1. À đây thì thiếu carbon. 1 cộng 12. Rồi. 104,36 ạ. Thì bấm máy tính lỗi ạ. Đáp án đúng, đáp án B. Đây là số mol hydro bằng 0,032 là tương với 0,1m. Còn đây là m thì nó tương với lại 0,32 chứ em. Nên đây 0,32. Ngon nha, xong 74 nha. Sang 75. 75 đây. Bình ga loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng leo PG gồm propan và butan, tỷ lệ mol tương đương 2:3. Vậy này, mình sẽ có này. Gọi số mol của propan là propan đấy. C3H8. Butan là C4H10. Gọi số mol là A, B, được chưa? Trong 12 kg khí hóa lỏng. Được chưa? Vậy mình sẽ có cái mối này đầu tiên là A chia B thì bằng 2/3, đúng không ạ? Mối hệ thứ hai là khối phân tử khối lượng đi ạ. Anh này là 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44A cộng với
58 58B thì bằng bao nhiêu đây? Thì bằng 12. Đến đây chúng ta tìm được A và B các em ạ. Đến đây chúng ta tìm được A và B. Nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu ạ? À, bấm cái tính hiệu thầy vậy. 3 bằng trừ 2 bằng 0 bằng 44 bằng 58 bằng 12 bằng A bằng 12 phần 131. Lẻ quá nhỉ. A bằng 12 phần 131. B bằng 18 phần 131. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 1 mol butan. Vậy là mình sẽ tìm được lượng nhiệt lý thuyết 1 mol propan thì tỏa ra tương đây. Vậy nó sẽ là 12 phần 131 nhân với 2220 cộng với 1 mol butan thì tỏa ra tương đây. 18 phần 131 nhân với 2850. Đấy chưa? Bằng 12 chia 131 nhân 2220 cộng với 18 chia 131 nhân 2850 bằng, đấy chưa? Đấy, bằng 594961. Ok chưa? Kilojoule nhá. Đây 594, đây là kilojoule. Bây giờ đề bài nói trung bình lượng nhiệt tiêu thụ từ khí ga của một hộ gia đình là 10.000 kilojoule trên ngày. 10.000 kilojoule trên ngày. Càng nhỉ. Hiệu suất sử dụng nhiệt là, à đâu, chỗ này là không phải dấu phẩy, chỗ này dấu chấm. Hiệu suất sử dụng nhiệt là bao nhiêu đây? Hiệu suất sử dụng nhiệt là bao nhiêu ạ? Đây là 12 kg nhá. Kilogram tấn đại yến coi như gan tính toán bình thường, mình bỏ cái đơn vị đi. Được không ạ? Bởi vì là mình đang tính về số mol mà. Thì đáng nhẽ chỗ này phải nhân với 10 mũ 3 nhá. Đây này, anh này nhân 10 mũ 3, anh này nhân 10 mũ 3. Thế bỏ đi, ở dưới để nhân 10 mũ 3 luôn. Được chưa? Ok chưa? Vậy này, bây giờ này quy thực tế này. Quy thực tế. Quy thực tế thì bằng, đây ạ, của một hộ gia đình là 10.000 kilojoule trên ngày và hiệu suất sử dụng điện nhiệt là 67,3%. 67,3% có là hiệu suất sử dụng nhiệt là 67,3%. Có nghĩa là mình sẽ có đây. Là bao nhiêu ạ? 594961. 4961 kilojoule mà nhân với lại 0,67 thì bằng, nhân với 0,673 bằng 400409,313 kilojoule. Và mình tìm được số ngày là chia cho 10.000 bằng sấp xỉ 40 ngày. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 75 đáp án C rất dễ. 76 nhá. 76 ạ. 76 nó đơn giản lắm. Hỗn hợp E gồm Fe này, Fe3O4 này, Fe2O3 này và FeCO3 này nung 42,8 gram trong bình kín chứa oxy 0,05, thu được chất rắn X chỉ gồm sắt và các oxit Fe2O3 và Fe3O4 và khí là khí CO2 0,1. Được chưa? Nhá. Thế tiếp tục này. Hòa tan hết X trong dịch HCl 73% 0,073 thì thu được khí hydro là 0,3 và dung dịch Y là chứa muối. Dung dịch Y là chứa muối. Cho tiếp AgNO3 dư vào Y. Thì mình thu được kết tủa gồm bạc và AgCl. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong Y là gần nhất với giá trị nào sau đây? Thế giờ mình biết là ra được bạc và AgCl thì chắc chắn dùng Y của chúng ta sẽ khổ. Nhá, chắc chắn 100%
Trong dung dịch y chúng ta sẽ gồm có sắt dương 2, có sắt dương 3 và có Cl trừ. Đúng không ạ? Mình đặt thôi. Mình đặt thôi ạ. Mình đặt là số mol của sắt dương 2 là A, số mol sắt dương 3 là B. Thì có phải mình bảo toàn điện tích mình ra được Cl trừ là 2A cộng 3B không ạ? Vậy số mol AgCl bằng bảo toàn điện tích, nó sẽ bảo toàn clo sẽ là 2A cộng 3B. Đúng không? Bảo toàn E thì sắt dương 2 lên sắt dương 3, bạc cộng với bạc 0, vậy số mol bạc là A-mol. Thế vậy bây giờ câu chuyện chúng ta rất đơn giản, mình quy đổi hỗn hợp X về hỗn hợp X, mình quy đổi về chỉ còn sắt và oxy, thì sắt nó sẽ là A cộng B, oxy là C-mol. Thì hoàn toàn tại đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Tại đây mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Thì vậy ta có là 56 nhân A cộng B cộng 16C trừ đi 0,05 nhân 32 trừ đi, sorry, tên trừ đi 0,05 nhân 32 cũng được, mà trừ đây là cộng với đi 0,1 nhân 44 đi, thì bằng đây ạ 42,8 cộng với 0,05 nhân 32, được chưa? Phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai. Đây, khối lượng kết tụa. 244,1. 244,1. Thì mình sẽ có là 108A. 108A cộng với 108 cộng 35,5. Cộng 35,5 bằng 143,5. 143,5 nhân lên bằng một đơn 2A cộng 3B. 2A cộng 3B. Được chưa? Thì bằng 244,1. 244,1. Ok chưa? Và cuối cùng mình đi bảo toàn E. Sắt 0 cuối cùng lên sắt dương 3. Đúng không? Vậy mình sẽ có là sắt 0 lên sắt dương 3. Có lên dương 3 được không ạ? Có lên dương 3, lên dương 3 thừa, nhưng không phải. Đây mình bảo tay như kiểu này này. Đầu này mới là sắt 0 này, lên sắt dương 2 là 2. Sắt 0 lên sắt dương 3, 3B. Được chưa? Thì bằng oxy 0 về oxy trừ 2, 2C cộng với 0,3 nhân 2. Rồi các bạn bấm máy tính thấy chưa nào? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? Câu này câu dễ quá. Câu này câu dễ quá còn gì nữa. Đúng không? Quá xịn. Quá xịn luôn. Quá xịn nhỉ. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu? 56 bằng này, 56 bằng này, 16 bằng này, 42,8 cộng 0,05 nhân 32 trừ đi 0,1 nhân 44 bằng này, 108 bằng này. A 108 chưa? Các bạn bấm máy tính của thầy về. 108 cộng 143,5 nhân 2 này bằng này, 143,5 nhân 3 bằng này, 0 bằng này, 244,1 bằng này. Ơ tại sao bấm lỗi nhỉ? 56 này. 56B này. 16C này bằng 42,8 cộng với 0,05 nhân 32 trừ đi 0,1 nhân 44 bằng. Xem đúng 40 không? Đúng 40. 108 bằng, sorry, 108 cộng 143,5 nhân 2 bằng 143,5 nhân 3 bằng 0 bằng 244,1 bằng. Cuối ạ. 2 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 0,6 bằng A bằng 0,4, B bằng 0,2, C bằng 0,4. A bằng 0,4, B bằng 0,2, C bằng 0,4.
Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong Y gần nhất thế nào? Đây FeCl2 trong Y đấy. A 0,4 rồi. B 0,2 rồi. Đúng không? 2A cộng B thì là bằng 2 nhân 0,4. 2 nhân 0,4 cộng 3 nhân 0,2 bằng 1,4. Ok chưa? Dễ quá gì nữa. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ đề bài hỏi nhá, là nồng độ phần trăm ạ. Nồng độ phần trăm đấy. Vậy mình có M dung dịch HCl bằng bao nhiêu? Đâu xem nào. Đây này, dung dịch HCl nồng độ 7,3% này. Đúng chưa các bạn, nhìn rõ chưa? Nồng độ là 7,3%. Vậy ở đây mình sẽ có này, khối lượng HCl là 1,4 nhân bằng đơn 36,5 chia cho 7,3 là 0,073 bằng 700. Khối lượng dung dịch HCl bằng 700. Vậy đây mình sẽ tìm được phần trăm của FeCl2. 0,4 nhân bằng đơn 56 cộng 71 đóng vào đơn chia 700. 7,2. Ô, thầy bấm nhầm à? Vãi bấm nhầm, buồn thế. Suốt ngày bấm nhầm ạ. Suốt ngày bấm nhầm. Đây mà dung dịch HCl ban đầu. M dung dịch HCl sau thì bằng M dung dịch ban đầu là 700. Cộng M vào là M chất đáng X. Cộng M vào là M chất đáng X này. Cộng với lại 56 nhân với 0,4 cộng 0,2 cộng với C. Ô vừa nay C cộng với 0,4, 16 nhân 0,4. Trừ đi khối lượng hydro bay đi. Trừ đi 0,3 nhân 2. Vậy M sau bằng 700 cộng 56 nhân mẫu đơn 0,4 cộng 0,2 đóng vào đơn cộng 16 nhân 0,4 trừ 0,6 bằng 739,4. Đấy mình tìm phần trăm FeCl2 bằng 0,4 nhân bằng đơn 56 cộng 71 đóng vào đơn chia N bằng nhân 100%. 6,87%. 6,87 đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ 6,87% các em nhá. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Bỏ. Câu 77 nào. Câu 77. Ở đây mình có câu 77. Hỗn hợp E gồm axit carboxylic X đơn chức E cộng với NaHCO3. Đúng chưa? Mà ở đây mình thấy này, 0,5 mol E mà tác dụng NaHCO3 thì thu được CO2. Đúng không ạ? CO2 bằng 0,15. Vì vậy nên mình sẽ suy ra NX. X ở đây là axit đúng không ạ? Thì bằng 0,15. Tiếp theo mình có E tác dụng với NaOH thì điều này chứng tỏ là Z có A nhóm COO. Từ đó suy ra số mol của Z nó sẽ bằng 0,65 trừ đi 0,15 chia cho A bằng 0,5 phần A. Ok chưa? Mà mình thấy rằng là vì số mol của thằng X lớn hơn Y. Số mol của X lớn hơn số mol của Y. Suy ra số mol của Y phải nhỏ hơn 0,15. Suy ra số mol của Z nó bằng. Suy ra số mol của Z phải lớn hơn 0,2. Vậy từ đây mình sẽ thấy kết hợp hành này. Suy ra A của mình phải bằng 0,2. A của mình phải bằng 2 thì mới thỏa mãn. Mà với A bằng 2 thì suy ra số mol Z bằng 0,25. Và số mol Y bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được tổng số mol của ancol bằng 0,1 cộng 0,25 bằng 0,35. Tìm được phân tử khối của Y bằng khối lượng 32,2 chia cho 0,35. 32,2 chia 0,35 bằng
92. 92 thì nó chỉ có thể là glycerol thôi. C3803 các bạn. Mặt khác đề bài lại cho ông ta E tác dụng với oxy. Thì E ta gồm RCOOH C3H8O3 và RCOO tất cả hai lần C3H6O. Thì mình có RCOH tìm được rồi nhá, số mol là 0,15 này. C3H8O thì là 0,1 này. Và cuối cùng này 0,25 này. Vậy tại đây mình có bảo toàn carbon. Đây mình sẽ có nhá. 0,15 nhân U cộng 1. Cộng 0,1 nhân 3. Cộng 0,25 nhân với lại 5. 0,25 nhân với 2U cộng 5. Thì bằng số mol CO2 sinh ra đốt cháy đây. 3,65. Bằng 3,65. Được chưa? Đến đây mình tìm được U. (3,65 - 0,15 - 0,3 - 0,25) nhân 5 bằng chia bằng một đơn 0,15 cộng 0,25 nhân 2 bằng 3. U bằng 3. Bảo toàn hydro mình sẽ có 0,15 nhân 1 V cộng 1 cộng với 0,1 nhân 8 cộng với 0,25 nhân 6 0,25 nhân với 2V cộng với 5 thôi, không C3H6O. Rồi. Vậy ở đây mình sẽ tìm ra được, suy ra V của mình bằng, chỗ này là bằng hydro, số mol hydro chúng ta bằng bao nhiêu đây? 2,85 nhân 2. 5,7. Vậy mình sẽ có này. 5,7 trừ đi này. 0,5 trừ đi 0,8 trừ đi 0,25 nhân 5 bằng chia cho bằng một đơn 0,5 cộng 0,25 nhân 2 bằng 3,15. Ô lẻ 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 toang rồi, lẻ 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 lẻ. Nhân 6 chứ. Lỗi, xem nào. 5,7 5,7 trừ đi 0,5 trừ đi 0,8 trừ đi 0,25 nhân 6 bằng chia cho 0,5 cộng 0,25 nhân 2 bằng. Thầy đang bị lỗi ở đâu đó. V cộng 1 0,8 cộng 6 2,85 nhân 2 đúng rồi. V thì lỗi đâu nhỉ? V phải tròn các em ạ. 0,15. À ui nhỉ. Đúng rồi, 0,15 nhân V 1. Rồi ok, cảm ơn em. Ui dồi mày thế. Rồi cảm ơn. Nào nào mình có nào. 5,7 trừ đi 0,15 trừ 0,8 trừ đi 0,25 nhân 6 bằng chia cho bằng một đơn 0,15 cộng 0,25 nhân 2 bằng 5. V bằng 5. Thì với V bằng 5, U bằng 3, V bằng 5 thì suy ra R chúng ta là C3H5. Được chưa? Vậy suy ra X là C3H5 COOH. Suy ra Z là C3H5 COO 2 lần C3H6O. Đúng không ạ? Ôi dồi ôi, đây bài học là cái gì? Phần trăm khối lượng của Z trong E. Phần trăm khối lượng của Z trong E. Acid, ancol. Z là sản phẩm ứng nghiệt tiêu hóa. Khối lượng của E đâu rồi? Đây, khối lượng của E. Đầu tiên mình phải đi xác định được khối lượng của E. Sau đi xác định được phần trăm khối lượng của Z trong E. Đây E đây. Anh này là C3H5.
khối lượng của e bằng 0,15 nhân mở một đơn 12 nhân 3 cộng với 5 cộng với 45 cộng 0,1 nhân 92 cộng với 0,25 nhân mở một đơn 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 đóng một đơn nhân 2 mở một đơn nữa cộng với 12 nhân 3 cộng 6 cộng 16 bằng 79,01. 79,1. Khối lượng của E bằng 79,1. Vậy phần trăm ạ. Phần trăm ạ. Chỗ này lấy 0,25 nhân này, chỗ nào 0,25 thì gạch đi hết bọn ban đầu luôn. Rồi. Khối lượng của thằng Z bằng 57. Ô 57 to nhỉ. 57 mà chia cho 79,1 bằng nhân 100% bằng 72,06% ạ. Úi giời, câu này hay thế. 72,06 ạ. Đáp án đúng đáp án C. Sợ chưa? 78 rồi các em. 78 cũng căng. Thôi trước thì làm 78 làm 79 đi. Cho nhạc. NaLO2 cộng CO2 cộng... Đây, x là AlOH 3 lần. Đấy chưa? Vậy y là HCl. Y là HCl. Vậy Z của chúng ta là NaCl. X là AlOH 3 lần. Z là NaCl. Đáp án đúng đáp án B. Dễ quá. Câu 80. 80 cũng dễ hơn đấy. Làm 80 nốt. Các bạn nhìn nhá. C36O3, C4H6O5. Phân tử chất F chứa đồng thời OH, COH và COH. Vậy ở đây mình có này. Từ phương trình số 3 này là mình dự đoán X là muối natri. X là muối natri. Ok chưa ạ? Vậy dự đoán luôn X, bởi vì mình biết công thức của X rồi. Mình dự đoán luôn X, X muối natri mà. Đây thằng F là thằng X, mà thằng F đây. Mình dự đoán được thằng X của mình là gì ạ? C, C O, O, CH2 này, O, N, A. Đầu này một nhóm OH. Để dự đoán được thằng X vậy. Bây giờ ngay tức mình suy thằng Z. CH2, COOH, OH. Đúng không ạ? Vậy ngay tức mình suy thằng E là. Suy thằng E là. HO, CH2, COO, CH3. Vậy suy thằng Y, nó chỉ có thể là CH3 hoặc X có số nguyên tử oxy bằng số nguyên tử hiđro. X hiđro 1 bằng oxy 2, sai. Oxy 3, A sai. X mà số nguyên tử hiđro, à đâu, sorry, đây 3 hiđro bằng 3 oxy. Đúng. Lát đấy các em ạ. Lắc nặng luôn đấy. Phân tử E chứa đồng thời nhóm OH và nhóm COH. E, OH, COH sai. Công nghiệp Y được điều chế trực tiếp từ ethylen. Trong công nghiệp Y được điều chế từ trực tiếp từ ethylen sai. Bởi vì là C2O4 không điều chế được CH3OH. D, nhiệt độ sôi của Y nhỏ nhiệt độ sôi ancolytic. Đúng rồi, bởi phân tử khối ancolytic lớn hơn. Một mol chất Z tác dụng với natri dư thu được một mol H2. Đúng. Đúng ạ. Vậy đây mình có bao nhiêu nhận định đúng không ạ? 1, 2, 3. Mình có tổng cộng là 3 nhận định đúng nhá. 3 nhận định đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. B bỏ 80IB. B bỏ. Xịn nha. Xịn nha, B. Rồi. Câu cuối cùng. Chốt lấy 10 điểm. Câu điện phân siêu khó. Câu này thầy mình đã dự đoán là sẽ ra. Và y xì nó ra thật. Các bạn xét nhé, xét giai đoạn từ T giây cho đến T cộng với 17370. Xét T đến T cộng 17370. Thì mình sẽ có là số mol electron trao đổi tăng thêm. Được chưa? Tăng thêm.
bằng bao nhiêu? Đây, lượng kim loại đồng sinh ra ca tốt đây thì nó sẽ bằng là 0,075 trừ 0,06 được bao nhiêu nhân 2? Thì bằng 0,075 trừ 0,06 bằng nhân 2 bằng nhân 2. Đây là lượng đồng tăng thêm, số mol e trao đổi tăng thêm từ từ ở thể tỷ, thể loát tỷ. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân là A cộng 0,075. Số mol electron trao đổi tăng thêm. À, số mol electron trao đổi tăng thêm thì bằng IT trên F. IT chia F. IT biết rồi, 0,5. T 17370. F là 96500 bằng 7375370 chia 96500 bằng 0,09. Mà lượng đồng tăng thêm, đúng không? Đồng tăng thêm là có bao nhiêu? 0,075 trừ 0,06, 0,015. Được chưa? Vậy suy ra là số mol E mà đồng 2 cộng nhận thêm là có là 0,03 thôi. Vậy điều này dẫn đến rằng ca tốt có khí thoát ra. Và khí thoát ra bên ca là khí hydro thoát ra. Được chưa? Và mình tìm được số mol hydro. 0,09 trừ đi 0,03 chia 2 bằng 0,03. Vậy từ đó mình tìm được số mol khí thoát ra ở bên anode. Số khí bên, số khí thoát ra, số khí thêm thêm bên anode. 0,075 trừ đi 0,03 bằng 0,075 trừ đi 0,03 bằng 0,045. Thế mà nếu mà với khí là khí Cl trừ ấy. Được chưa? Với khí là khí Cl trừ thì số mol electron với khí là clo thì dẫn đến số mol electron Cl trừ cho sẽ bằng 0,045 nhân 2 bằng 0,09 thì chính bằng số mol E trao đổi tăng thêm. Vậy đúng là nó. Vậy suy ra tại TJ thì ở anode chỉ có Cl2. Suy ra số mol của Cl2 bằng amol và bằng 0,06. Suy ra số mol E trao đổi tại TJ bằng 0,12. Đúng không ạ? Xét tại 3 TJ. Kết thúc này. Xét tại cái câu này là thầy dạy nhiều lắm rồi. Các bạn ở trong khóa thầy các bạn học quen rồi. Thì số mol E trao đổi nó bằng là 0,36. Vậy tìm được số mol hydro bằng 0,36 trừ đi 0,075 nhân 2 chia cho 2 bằng 0,105. Vậy suy ra số mol khí bên anode nó bằng là khí của clo cộng oxy bằng 4 nhân 5 nhân 0,06 trừ 0,105 bằng 0,165. Mặt khác mình có bảo toàn E. Mặt khác mình có. Không, chưa cần bảo toàn E. Mình có. Mặt khác mình có 2 lần số mol Cl2 cộng với 4 lần số mol O2 thì bằng số mol trao đổi là 0,36. Đến đây mình tìm được số mol của Cl2 thì bằng 0,15 và số mol của O2 thì bằng 0,015. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của NaCl bằng 0,3. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Kinh chưa? Các bạn thấy dã man không ạ? Trên đây thầy Minh vừa cùng với các em chiến phun đề thi minh họa trung học thông quốc gia năm 2023. Một đề cực kỳ kinh khủng và chúng ta đã làm lấy 10 điểm. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Và những bạn nào muốn tìm hiểu cái khóa luyện đề chuẩn xác
với đề cấu trúc của bộ để luyện những skill kinh điển của thầy. Thì nhớ inbox cho thầy để đăng ký khóa học bí kíp luyện đề. Bởi vì các em ạ, đây là cách giải mà thầy giải chậm để cho các em hiểu thôi. Chứ còn thực ra câu điện phân này thì có một cái skill đường thẳng giải còn nhanh hơn gấp 10 lần cái này. Nhưng mà sợ ghi đây các bạn không hiểu. Và những bạn nào muốn tổng ôn thật xịn, tổng ôn lại phần kiến thức lớp 11 thì cũng vui lòng inbox cho thầy, bởi vì thầy đang chuẩn bị tổng ôn lại phần kiến thức lớp 11, phần hữu cơ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em vào trong tất cả các buổi live tiếp theo, và hy vọng sẽ gặp lại các em trong buổi những cái buổi học trong khóa học của thầy. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.